bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Thư viện sách nói First News. Giọng đọc Phú Cường. lời giới thiệu một buổi sáng nhà văn nguyễn mạnh tuấn gọi điện thoại cho tôi ngỏ ý gửi tác phẩm mới nhất của ông viết về chủ đề tâm linh cho chúng tôi phát hành tôi hỏi vì sao ông chọn first new chính việt ông nói ngành xuất bản và văn hóa đọc đã bước sang một trang khác với hàng trăm hàng ngàn đầu sách mới xuất hiện mỗi tháng tôi tìm đến ông vì ông là người có khả năng tiếp cận bạn đọc tốt hơn tôi đây là cuốn sách tâm huyết nhất và cũng có thể là cuốn sách sau cùng trong sự nghiệp văn chương của tôi những câu chuyện trong sách đều có thật liên quan đến những điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi khi đi qua những trải nghiệm kỳ lạ và sâu sắc này tôi cũng nhận ra rằng đây không chỉ là câu chuyện của cá nhân tôi mà nó có thể hữu ích cho nhiều người chính vì vậy tôi cũng hy vọng cuốn sách sẽ được nhiều độc giả quan tâm và tìm đọc về tuổi tác nhà văn nguyễn mạnh tuấn hơn tôi gần hai con giáp nhưng những chuyện ngắn và tiểu thuyết của ông, đặc biệt là hai tác phẩm Đứng trước biển và Cù lao chạm, đã thân quen với tôi từ hồi sinh viên. Thế nên, tôi lập tức đề nghị ông gửi bản thảo đó cho tôi. Ngày buổi trưa hôm đó, bản thảo tác phẩm Linh ứng đã được chuyển đến tận tay tôi. Nhìn sự đồ sộ của bản thảo, tôi biết chắc rằng cuốn sách thành phẩm sẽ có độ dài hơn 600 trang. Vào thời điểm văn hóa đọc đang gặp nhiều thử thách khắc nghiệt khiến nhiều người viết nản lòng, thì sức lao động của một nhà văn kỳ cựu đang ngoài 70 tuổi như ông thật đáng khâm phục. Suốt gần 12 giờ sau đó, tôi đã không thể rời mắt khỏi những trang bàn thảo linh ứng. Cuốn sách này đã vượt khỏi mọi sự tưởng tượng và hình dung của tôi về đề tài tâm linh, gọi hồn, tìm mộ liệt sĩ và ngoại cảm. Khác với nhiều tác phẩm về đề tài tâm linh, tìm mộ liệt sĩ, linh ứng của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn mang tầm vóc đồ sộ của ký ức, lịch sử, văn hóa tâm linh, tình người, tình đồng đội và mang chân lý nhân sinh sâu sắc. Nhân vật chính trong tác phẩm Những tường là vợ chồng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn trên hành trình tìm mộ của anh trai, liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra chính người lính đã khuất tên Khôi mới là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Với đầy đủ phẩm tính của một người hùng lý tưởng, muốn hy sinh tất cả tuổi thanh xuân vì tổ quốc. Cuộc đời của người lính lãng mạn, kiêu hùng, đa cảm tên Khôi được kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại hấp dẫn đến lạ lùng. Một Hà Nội hào hoa, sống động, đầy ắp nỗi niềm của quá khứ. Hiện lên trước mắt tôi chân thực đến mức như chính tôi cũng được trải qua những ngày tháng không liệt nhưng luôn đầy áp tình người đó. Với ngòi bút của một người đã đi qua ngót nghét 80 năm thăng trầm cuộc đời, chứng kiến biết bao thăng trầm thời cuộc. Linh ứng chắc chắn là tác phẩm tinh hoa, đề đời của tác giả Nguyễn Mạch Tuấn. Trong Linh ứng, ta thấy vết thương chiến tranh vẫn chưa lành ra. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng vẫn còn những người cha, người mẹ, người vợ lặn lội đi tìm hải cốt người thân. Có người may mắn tìm được, có người thì đến lúc chết vẫn còn dặn dò con cháu phải tiếp tục đi tìm. Họ tìm bằng mọi cách, bám víu vào mọi hy vọng, từ tư liệu quân đội cho đến sự hỗ trợ của những nhà ngoại cảm qua sự giới thiệu của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Trong ma trận nhá nhem giữa hư và thực của tâm linh, ngoại cảm, chính sự linh thiêng của hương hồn các liệt sĩ đã dẫn lối cho người thân tìm được di cốt của họ. Linh ứng không chỉ vén bức màn bí ẩn về những nhà ngoại cảm sở hữu những năng lực nằm ngoài sự lý giải của khoa học, mà còn cho người đọc tấu hiểu sâu sắc nỗi đau của quá khứ để trân trọng hơn những khoảnh khắc bình yên quý giá của hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Linh ứng ly kỳ như một thước phim điện ảnh kinh dị khiến tôi không thể buông xuống nửa chừng. Nhưng sau tất cả, đó lại là một câu chuyện chân thành, sâu sắc, nhẹ nhàng, chạm vào tim tôi bằng những cảm xúc đẹp đẽ của tình người. Mặc dù có những tình tiết sờn gai ốc, thậm chí khiến trái tim tôi thắt lại khi những bí mật được hé lộ. Nhưng khi đọc tới những dòng cuối cùng, tôi vẫn lưu luyến không đỡ rơi khỏi dòng trạch cảm xúc dữ dội của linh ứng. Tôi tin rằng tác phẩm này cần phải được lan tỏa vì những giá trị thiêng liêng đẹp đẽ trong nội hàm câu chuyện. Những giá trị có thể thức tỉnh bất cứ ai đọc nó và điều khiến tôi ấn tượng hơn hết chính là đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Để tránh những nhận xét cảm tính, chủ quan, tôi đã nhờ những chuyên gia thông thạo phù hợp với thể loại sách này đọc qua và cho nhận xét. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vốn đã là nhà văn tên tuổi, nhưng linh ứng kể những câu chuyện hiện vẫn được coi là nhạy cảm, nên sách cần được cảm nhận, đánh giá một cách đa chiều từ những người đọc có kiến thức, thị hiếu khác nhau. Kết quả tôi đã được sự hồi âm sớm hơn dự tính tuy có những nhìn nhận khác nhau, nhưng tất cả đều đánh giá cao và bỏ phiếu thuận. Chỉ xin nói ngắn gọn, đây là tác phẩm đan xen rất chặt chẽ giữa đời và đạo, giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ, nhưng vẫn hoàn toàn là chuyện nóng hồi của hôm nay. Một tác phẩm có rất nhiều chuyện của cõi âm, nhưng vẫn ngồn ngộn hơi thở thời sự của cõi dương. Cũng phải nói thêm rằng, những người bạn của tôi trong giới xuất bản, văn nghệ, khi nghe tôi nói về linh ứng, thì họ đều bày tỏ sự trông đợi, kỳ vọng vì một lẽ đơn giản. Đó là tác phẩm tâm huyết để đời của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Một cây bút từng gây sóng gió trên văn đàn Việt Nam không chỉ một lần. Từ khoảng giữa năm 1975, đất nước từ chiến tranh chuyển sang hòa bình. Nguyễn Mạnh Tuấn nằm trong số ít nhà văn từng bước rất khỏi dòng văn chương miêu tả thuần túy. Chuyển sang dòng văn chương lý giải hiện thực xã hội cùng những biến động không hề xuân sẻ của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa những tác phẩm của ông nâng số phận con người lên thành bối cảnh xã hội với những phản ánh trung thực kèm theo dự báo và kiến nghị nhà văn từng chia sẻ với tôi cách gì nhìn không gian là không biết nhà văn không chỉ phải có vốn sống một cách đơn thuần mà phải có kiến thức để nhìn cuộc sống một cách sâu sắc không dừng lại ở mức miêu tả cuộc sống mà phải lý giải nó các tác phẩm theo khuynh hướng mới này được đa số bạn đọc đón nhận nồng nhiệt nhưng cũng chịu nhiều phản ứng trái chiều. Nên tùy hoàn cảnh ra đời và quan điểm xuất bản, tùy tài năng và bản lĩnh nhà văn mà có người thành công, có người thất bại. Riêng Nguyễn Mạnh Tuấn với bộ ba tiểu thuyết, những khoảng cách còn lại, 1980, đứng trước biển, 1982, cụ lao tràm, 1984, đã thực sự tạo nên sóng gió trên văn đàn và đời sống xã hội. Hai tiểu thuyết, Yêu như là sống, 1990 Phần hồn, 1994. Với lối viết nhiệt huyết, khách quan, trung lập, giàu sức thuyết phục, đã nhanh chóng chinh phục đông đảo bạn đọc cả nước. Từ khoảng năm 2000 trở đi, vì nhiều lý do, sự nổi tiếng này có phần lắng xuống. Nhất là khi ông chuyển ưu tiên sang lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, tập trung viết kịch bản cho phim điện ảnh và truyền hình nhiều tập. Trong lĩnh vực điện ảnh, tên tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn cũng để lại dấu ấn với các kịch bản phim điện ảnh. Biển sáng, xa và gần cơn lốc đen, lưới trời, sinh mệnh, lối rẽ trái trên đường mòn. Tử hình, Dragon with no number, Bigfoot, Mỹ sản xuất, trung số. Và gần đây nhất là hợp đồng bán mình 2020. Với phim truyền hình, ông được xếp vào hàng tác giả phủ sóng toàn quốc với những bộ phim lớn. Hậu họa, Huyền sử Thiên Đô, Thái sư Trần Thủ Độ, Đài truyền hình Việt Nam, Làng Cát, Động Cát Đỏ đài truyền hình thuận hải đồng tiền xương máu người đàn bà yêu đuối blue trắng hướng nghiệp nghề báo đài truyền hình thành phố hồ chí minh dấu chân tròn trong lũ đài truyền hình vĩnh long ấp ba nhà đài truyền hình hậu giang nữ binh huyền thoại luật ngư trường đài truyền hình kiên giang ninh thạnh lợi đất vào lửa đài truyền hình bạc liêu tổ chức tiểu sử lao động nghệ thuật của nhà văn nguyễn mạnh tuấn ra đây để thấy sức sáng tạo nơi ông vô cùng đáng kinh ngạc và cũng để lý giải vì sao nhiều người luôn chờ đợi tác phẩm của ông tôi hẹn gặp nhà văn nguyễn mạnh tuấn tại nhà riêng của ông vừa để hiểu hơn về một đàn anh lớn trong nghề vừa để xin thắp nén nhang cho nhân vật chính của tác phẩm linh ứng liệt sĩ nguyễn minh khôi người khiến tôi ám ảnh nhiều đêm kể từ sau khi đọc bản thảo nhà văn nguyễn mạnh tuấn nói tôi tin linh ứng vẫn dồi dào sức sống với những vấn đề lớn về con người và xã hội hiện tại mà nhiều người cũng đang quan tâm. Tôi công bố tác phẩm Linh ứng, cũng để bỏ thêm một phiếu thuận, ủng hộ các nhà khoa học Việt Nam từ nhiều năm qua, đã bỏ rất nhiều tâm sức theo đuổi nghiên cứu và khám phá thế giới tâm linh. Gian nan quá nhiều, nhưng nguồn đầu tư nhận được vẫn còn rất hạn chế. Trong lịch sử, không thiếu những nhà khoa học tâm huyết và tài năng phải trả giá đắt vì đã đi tiên phong để tìm đến chân lý. Tôi đồng ý xuất bản linh ứng, một phần cũng vì tán thành với nhà văn, phần vì tâm nguyện của tôi khi theo đuổi con đường làm sách, chính là lan tỏa và đánh thức những hạt mầm yêu thương, chắc ẩn trong mỗi con người. Nguyễn Văn Phước, sáng lập First News, chính Việt. Hết phần lời giới thiệu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.